Chào mọi người quay lại kênh Anh Min Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 426 của bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trận này toàn thắng, đánh chết đối thủ Hoàng Phủ Phi, Thiên Đình phủ chiếu ban thưởng như sau. Tất cả khí tức sinh mệnh của Hoàng Phủ Phi biến mất, một tiếng nói uy nghiêm vang lên, quanh quẩn trong không gian thiên điện đấu chẳng đặc biệt này, một đạo phủ chiếu Thiên Đình phong thưởng chậm rãi buông xuống. Phương Hàn nghe thế liền biết là Thiên Đình ban thưởng cho mỗi lần chiến đấu, cũng đã quen rồi. Cũng không chờ tiếng nói giả nụ kia nói xong, vung tay bắt lấy trực tiếp đi ra khỏi thiên địa đấu trạng Quay trở lại chỗ đóng quân của môn phái, sau đó tiến hành trị thương cho đệ tử môn phái. Lúc này, thiên đình thiên tài chiến đã tiến hành đến giai đoạn giữa. Trải qua những vòng đào thải huyết tinh trước đó, rất nhiều đệ tử tu vi không cao đều bỏ quyền hoặc là bị giết, có người trọng thương. Một ít thánh tử vũ hóa môn cũng lựa chọn không lên trận, tổn thương rất nhỏ. Đây đều là kết quả do Phương Hàn suy tính. Chiến đấu hiện giờ, những kim tiên đã sớm bị đào thải, còn đệ tử cấp bậc tổ tiên. Nguyên tiên, trên cơ bản cũng lựa chọn lùi bước, còn lại đều là tinh hoa trong tinh hoa. Một số cường giả bán thánh, còn có đệ tử thánh nhân. Ánh mắt Phương Hàn đảo qua, có mấy người hắn quen thuộc. Tiểu phủ Hoàng Hiên Viên Phá, tiểu vũ Hoàng Hạ Chi thù. Những người này còn chưa bị loại, tiếp tục chiến đấu. Hai đại cao thủ này không biết được ai quán đỉnh, không ngờ cũng tu luyện tới cảnh giới thánh nhân, hơn nữa một đường thắng liên tiếp, được thiên đình ban cho không ít thứ tốt đại sư huynh chúc mừng đại sư huynh giết được võ ba hoàng phủ phi vân cao danh tiếng người hoàng phủ thế gia hận chúng ta thấu xương một thánh tử vũ hóa môn tiến lên cung kính nói tất cả thánh tử cũng liên tục ca ngợi tâm bốc nịnh bợ sư huynh lại luyện thành một kiện tiên khí vương phẩm cánh tự do đại thành ta xem ai có thể so sánh tốc độ với sư huynh sư huynh chiến đấu tiếp theo sẽ ngày càng gian nan sợ rằng đệ tử vũ hóa môn chúng ta không ra trận sẽ không được thiên đình ban thưởng đáng tiếc nếu chúng ta có một nửa thực lực của đại sư huynh là có thể quét ngang toàn trường ngươi mơ mộng đi đại sư huynh thần võ cỡ nào có một nửa thực lực ngươi trở thành hoàng giả trí tiên tuyệt thế rồi đại sư huynh lần này thiên đình ban thưởng cái gì có thể cho chúng ta nhìn xem không một nữ thánh tử nhỏ giọng khẽ nói phương hàn khẽ động vừa rồi cũng không nhìn rõ ban thưởng vì thế vung tay lên hào quang lóng lánh linh mạch trôi nổi xuất hiện trước mặt mọi người mọi người thấy rõ ràng đều hít vào một hơi lạnh Thiên đình ban thưởng ước chừng 200 kiện pháp bảo tiên khí tuyệt phẩm to nhỏ, trong đó đủ các loại bảo bồi phủ, luân, kích, qua, mâu, kỳ, phiên, đàn. Mỗi một kiện đều tản ra bảo quang mạnh mẽ. Hơn nữa bên trên còn có ký hiệu cùng ấn ký của riêng đại sư thiên đình rèn ra. Ngoài ra, đan dược ước chừng có hơn vạn viên, đều là tiên đan vương phẩm dựng đục ra một tiên lực thần thánh. Cao thủ bình thường chỉ cần nốt một viên, lập tức có thể tăng thọ mệnh cùng công lực thậm chí có thể sử dụng đánh sâu vào cảnh giới. Làm người ta khó tin nhất là một cái nguyên khí linh mạch tựa như trời xanh, áp bách tất cả pháp bảo. Ở trong đạo nguyên khí linh mạch kia, bất diệt thiên phù đang không ngừng rơi xuống lóe lên. Đây là một đạo nguyên khí thiên mạch vô cùng trân quý. Nếu đem ra bên ngoài đấu giá, sẽ lọt vào vô số cao thủ điên cuồng tranh đoạt. Một đạo nguyên khí mạch này tương đương với hơn một ngàn linh mạch vương giai, hơn nữa trong đó có đại đạo thiên ý phù lục. Căn bản không phải linh mạch vương giai, thậm chí linh mạch thánh giai có thể sánh bằng, trừ bỏ nguyên khí thiên mạch này, mọi người chia nhau pháp bảo đan dược còn lại. Tay phương hàn vừa chấn động, pháp bảo đan dược liền chia đều tiến tới người mỗi đệ tử. Hơn nữa phân phối rất hợp lý, nhắm vào đặc điểm tu hành của mỗi đệ tử đều có được đan dược cùng pháp bảo tương ứng. Đây là do hắn trực tiếp suy tính ra. Hiện giờ cả người hắn giống như máy vi tính của văn minh khoa học kỹ thuật thần bí, như lời thiên thiện phật hoàng đã nói, mỗi một khoảnh khắc đều có thể suy tính hàng triệu hàng tỷ thư khủng bố thật dạ người. Mỗi một thánh tử được pháp bảo cùng đan dược, trong lòng đều tràn ngập bụi phục Phương Hàn. Hiện tại Phương Hàn ở trong cảm nhận của bọn họ, chính là đại năng trăm trận trăm thắng, không gì không biết, không gì không làm được. Sư huynh, tu vi tiểu thạch hoàng tống đằng phi kia cũng đã tăng lên, hiện giờ đang chiến đấu cùng một cao thủ thần bí, khó phân thắng bại, sư huynh có nắm chắc giết hắn được không? Ngàn vạn lần không nên bị hắn sắp chết phản kích tổn thương. Ngay khi chúng cao thủ vũ hóa môn đang vui mừng, Tôn Thi Họa lên tiếng ra hiệu Phương Hàn xem chiến đấu bên trong thiên địa đấu tràng. Lúc này bên trong thiên địa đấu tràng vẫn còn có một số trận chiến đang tiếp tục. Mấy cao thủ đánh khó phân thắng bại, càng về sau thời gian chiến đấu càng dài. Phương Hàn liền nhìn sang, trong đó có tiểu thạch Hoàng Tống Đằng Phi mà mình quen thuộc. Tuyệt thế cường giả thái nhất môn này không bị mình giết, hiện giờ ngóc đầu trở lại. Hoàn toàn dung hợp phong thần thạch bi đặt đến thánh nhân tuyệt đỉnh, chỉ thiếu một bước là có thể đột phá cảnh giới trở thành hoàng giả. Đương nhiên, còn có một cường giả mục giã thế gia, trí quyền mục dã chân đôi mắt lóe ra đồng thuật hùng hồn như biển mỗi lần mở mắt thiên địa liền sáng ngời nhắm mắt lại thiên địa tựa như rơi vào bóng tối mỗi con mắt đều có ba ngàn đôi mắt kép khủng bố nhưng mang theo huyền diệu đó là tôn thi họa khiếp sợ vương của vạn nhãn trọng hoa đồng tử đó là thần thể trời sinh của đồng hoàng trong mục dã thế gia tại sao lại sinh ra trên người hắn chẳng lẽ đồng hoàng kia bỏ qua thần thể đưa đôi mắt cho hắn vậy thì khủng bố quá trọng hoa đồng tử Phương Hàn nhìn sang, quả nhiên phát hiện đôi đồng tử của chí quyền mục giả chân hết sức kỳ lạ. Mỗi lần mở mắt, ở trước người sẽ xuất hiện từng đạo mê cung thời không, một mảnh tinh không như biển, ngàn vạn vòng trời trăng đang trôi nổi không chừng. Đối thủ của hắn cũng là một thánh nhân vô thượng, là thủ lãnh đệ tử chấp pháp thần mục thiên đình. Nhưng dưới mê cung thời không do đôi mắt kia chế tạo ra lại không cách nào tới gần được. Tất cả đạo thuật đều không công kích tới người trí quyền mục giả chân. Mục giả chân nhẹ nhàng như không, ai cũng biết hắn thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên người chiến đấu cùng Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi lại đang trong trạng thái rằng co. Theo lý, lấy thực lực của Tiểu Thạch Hoàng còn vượt qua mục dã chân, nhưng lại dây dưa sống chết cùng đối thủ. Đối thủ của hắn là một nhân vật không biết tên bộ dạng trẻ tuổi ước chừng hơn 20, tướng mạo bình thường, sắc mặt cũng không có thần thái gì. Chỉ là khóe miệng luôn lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, bất luận hoàn cảnh nguy hiểm nào thì nụ cười này vẫn luôn không đổi, làm cho người ta có một cảm giác nhẹ nhàng như mây gió. Nhàn nhã bước đi trong vườn hoa, bằng vào trực giác, phương hàn biết rõ đây là một cao thủ tuyệt đỉnh ít nhất không kém gì tiểu thạch hoàng tống đằng phi hai mắt phương hàn bắn thẳng tới chăm chú nhìn vào người mang bộ dạng trẻ tuổi kia muốn tính toán hết thảy quá khứ hiện thực tương lai đạo thuật tu hành thực lực cụ thể của hắn sư huynh người này gọi là quân thương sinh là một thiên tài dưới trướng vĩnh hằng thiên quân không có danh tiếng gì chỉ là yên lặng tu hành nhưng lần này lại đột nhiên bùng nổ hiện giờ còn đánh khó phân thắng bại cùng tiểu thạch hoàng tống đằng phi đủ thấy thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới nhất định. Thần sắc tôn thi họa ngưng trọng nói, có lợi hại hơn, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của tiểu thạch hoàng. Tiểu thạch hoàng kia là phong thần thạch bi truyền thế, tương đương với tiên khí vương phẩm thẩm phán thương, lợi hại hơn cả hoàng giả thiên địa đồng thọ. Ngươi xem, quân thương sinh kia chỉ một kiếm vô cùng đơn giản liền gạt ra thạch khí. Thạch binh, thạch lôi, thạch đồ của tiểu thạch hoàng, chỉ sợ còn chưa thi triển ra thủ đoạn khác. Tiểu thạch hoàng kia cũng còn có thủ đoạn lợi hại chưa thi triển ra chẳng những là đệ tử vũ hóa môn ngàn ngàn vạn vạn đại giáo vô thượng khác cùng đang xem trận đấu trọng yếu này có thể nói danh tiếng tiểu thạch hoàng không dưới phương hàn thậm chí trước đó còn vượt xa phương hàn tất cả mọi người đều biết tiểu thạch hoàng chịu thiệt ở thí luyện huyết sắc trở về môn phái cần tu khổ luyện được rất nhiều cao thủ hoàng giả chỉ điểm quán đỉnh rốt cục hoàn toàn dung hợp phong thần thạch bi tiêu hóa thân thể ở bên trong thành tựu thánh nhân giơ tay nhất chân đã có thực lực gấp trăm ngàn lần thánh nhân sánh ngang hoàng giả trí tiên cho nên lần chiến đấu này mỗi người đều cho rằng hắn sẽ là kình địch của Phương Hàn, báo thù rửa hận. Ai biết nửa đường lại bị giết ra một con cờ đen không rõ danh tiếng, làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Đồng thời thế lực khắp nơi đều nhìn quân thương sinh con cờ đen này bằng ánh mắt khác, đang phòng đoán hắn có lai lịch gì. Tuy rằng vĩnh hằng thiên quân giỏi thu thiên tài, nhưng thiên tài im lặng không danh tiếng làm sao có thể so sánh với nhân vật như Tiểu Thạch Hoàng. Ngay khi Phương Hàn đang suy tính, ở trong một đấu trường khác lại truyền ra tiếng hét thảm đó là trận đấu giữa đệ tử chấp pháp thần mục thiên đình cùng trí quyền mục giã chân đã kết thúc ở thời điểm cuối cùng mục giã chân tung ra những chiêu mạnh mẽ từng chiêu từng chiêu như mãnh hổ xuống núi rồng vân xuống biển một chiêu cuối cùng đánh ra tài quyết thất thức vô nhân vĩnh sinh chỉ một quyền đánh cho đệ tử chấp pháp thần mục tan thành từng mảnh tất cả pháp lực thần thông đều bị hắn hấp thu phong ấn bên trong pháp bảo trở về sau chậm rãi luyện hóa cùng lúc đó thiên đình cũng ban cho hắn phần thưởng rất hậu hĩnh mục giã chân trở về một số đệ tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình cũng bắn ra ánh mắt hận thù với hắn, chẳng qua sau lưng hắn có Chiến Vương Thiên Quân, không sợ chút nào. Hắn trở về chỗ ngồi, ánh mắt cũng nhìn vào giữa sân, liền thấy Tiểu Thạch Hoàng đánh khó phân thắng bại cùng quân thương sinh không có chút danh tiếng, sắc mặt không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hắn hiểu rất rõ sự lợi hại của Tiểu Thạch Hoàng, hiện giờ lại bị một tên khó lường vô danh giết ra, lại có thể sánh ngang Tiểu Thạch Hoàng, đúng là khó tin nổi. Nhìn kia, Tiểu Thạch Hoàng cuối cùng không nhịn được sắp thi triển ra tuyệt học khoáng thế rồi. Đúng thế. Hắn hạ quyết tâm một chiêu đánh chết đối thủ, không muốn lãng phí thời gian nữa. Mọi người đột nhiên khẩn trương, tiểu thạch hoàng ở giữa sân đột nhiên hét dài một tiếng, toàn thân thạch khí bừng bừng phấn chấn. Vô số đạo đồ, thạch đồ thiên đình mười vạn đại châu, thậm chí còn có tảng đá đắp nặn thành thiên đình, mặt trời mặt trăng băng đá đều hiện ra. Thạch hóa hỗn độ, phong thần thiên địa. Hay cho một tiểu thạch hoàng, quả thật mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với ngày giao thủ cùng ta. Một chiêu thạch đổ thiên giới 10 vạn đại châu càng thêm viên mãn. Phương Hàn nhìn thấy tiểu thạch hoàng tống đằng phi thi triển ra một chiêu thạch hóa hỗn độn. Phong thần thiên hạ, âm thầm gật đầu. Nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn lại không thể suy tính ra mệnh cách của người thanh niên quân thương sinh kia. Lần này giật mình không phải chuyện nhỏ. Hắn kế thừa một bộ phận đạo hạnh của luân hồi đạo nhân, có thể nói tính hết mọi chuyện thế gian không có một chỗ sơ sót. Hiện giờ lại không thể tính ra mệnh cách của một người, kẻ kia là tồn tại ra sao? Ta biết rồi. Mệnh cách người này bị một loại cấm pháp tiên thiên che giấu, không phải ta không suy tính ra, mà là không đủ lực lượng, cần phải bế quan tĩnh tọa, toàn tâm toàn ý vận dụng đạo luân hồi. Thời gian suy tính rất lâu mới có thể thấu triệt, hiểu được huyền bí. Phương Hàn lại suy tính, phát hiện trong đó vẫn có chút dấu về để tìm kiếm, chẳng qua tiêu hao nguyên khí quá lớn. Loại suy tính này sơ rằng cần thiêu đốt một cái linh mạch vương giai, tiêu tiền như đổ nước, không đáng giá. Dù sao tiếp đó, khẳng định quân thương sinh sẽ bị bức hiện ra thực lực chân thật của mình, đến lúc đó có thân phận gì. Vừa nhìn là biết ngay, quân thương sinh, ta mặc kệ ngươi có lai lịch gì, càn trước mặt ta sẽ phải chết. Ai ngăn cản ta đoạt quán quân lần này, ta sẽ chém kẻ đó. Gầm lên một tiếng, tiểu thạch hoàng tống đằng phi lao lên cao. Trong tay nắm chặt thạch kiếm, quân lâm thiên hạ. Thạch đầu chấn áp chém giết, thế đánh mãnh liệt như muốn xé rách trời cao bổ ra mặt đất. Đột nhiên, con cờ đen quân thương sinh kia đứng thẳng người, vẻ tươi cười nhàn nhạt, trên mặt chuyển thành cười lạnh. Trên người tản mát ra một cổ khí tức quân vương cao cao tại thượng, quân áo phấp phới, một cỗ gợn sóng phát tán ra. Thiên ba. Đó là thiên ba. Chỉ có thiên kiếp mới sinh ra thiên ba lại xuất hiện vào lúc này. Thạch khí, thạch đồ tiếp cận thiên ba liền bị chấn tới vỡ vụn. Căn bản không thể tới gần thân thể quân thương sinh. Tiểu thạch hoàng, thật là không biết sống chết. Ta có ý muốn tha cho ngươi một đường sống, hy vọng ngươi biết khó mà lui. Nhưng ngươi không hiểu được khổ tâm của ta không còn cách nào. Ta chỉ có thể giết ngươi, cho ngươi chậm rãi sám hối trong tử vong vĩnh hằng. Người trẻ tuổi quân thương sinh kia đột nhiên thay đổi hình dạng, cao lớn đầy đặn. Lại có một loại thế muốn phá tan bầu trời. Hơn nữa pháp lực của hắn không ngừng tăng lên. Dường như mở ra phong ấn nào đó trong cơ thể. Lúc ban đầu, hắn chiến đấu cùng tiểu thạch hoàng chỉ có tu vi thánh nhân đỉnh phong, tiếp cận cảnh giới bán hoàng. Nhưng trong nháy mắt này, lại trực tiếp đột phá cảnh giới hoàng giả, thậm chí đặt đến cảnh giới thiên địa đồng thọ vẫn còn đang tăng lên. Khoảnh khắc pháp lực của hắn đã có thể sánh với những tồn tại viễn cổ. Hơn nữa trên người hắn phát ra khí tức làm những cổ lão sinh ra lòng kiên kỵ. Không phải khí tức của người, không phải khí tức của tiên, mà là khí tức siêu thoát hết thảy, siêu thoát kỷ nguyên hỗn độn, chói buộc thiên địa đại đạo phá diệt. Nói cho đơn giản, đây là khí tức thiên quân. Thiên quân chuyển thế. Quái hoàng hoàng giả thiên đình viễn cổ đột nhiên điên cuồng hét lên. Không sai được, hắn là thiên quân chuyển thế, chỉ có thiên quân chuyển thế mới có khí tức như vậy hư hoàng cũng kinh hãi nói ta lại không phát hiện ra người này bây giờ mới chính thức hiển lộ ra thực lực chân thật thiên quân chuyển thế không phải giả chứ làm sao có thể là một vị thiên quân nào đó chuyển thế được trên thế giới này rất nhiều người tự xưng là thiên quân chuyển thế đều là giả như là ám hoàng phủ hạng nhất chân được xưng là dạ đế thiên quân chuyển thế kỳ thật căn bản không phải vậy mà là một môn thần thông chuyển thế của dạ đế thiên quân mà thôi quân thương sinh này là thiên quân chuyển thế chân chính đó tuyệt đối không phải thần thông chuyển thế gì. Ngươi nhìn khí tức trên người hắn quả thực vượt xa những cổ lão thiên đình. Đông đảo hoàng giả thiên đình, ngay cả hy hoàng dường như cũng chấn động. Quân thương sinh này là thiên tài do vĩnh hàng thiên quân thu nạp, không hổ là vĩnh hằng thiên quân, lại có thể tìm được thiên quân chuyển thế. Ngàn vạn cao thủ đại giáo vô thượng đều đứng lên, nhìn chiến đấu đến lúc mấu chốt. Đông đảo hoàng giả thái nhất môn sắc mặt giạt một cái thay đổi. Bọn họ vạn vạn lần không ngờ được tiểu thạch hoàng tống đằng phi lại gặp phải một tồn tại thiên quân chuyển thế, Thiên quân chuyển thế mới chân chính là con cưng của trời, không ai có thể so sánh. Thiên tài nào khi tu luyện đều có chướng ngại, nhưng thiên quân chuyển thế không có. Chỉ cần tu hành từng bước, tích tụ lực lượng, tốc độ tu hành của bọn họ nhanh hơn bất kỳ ai. Hơn nữa sẽ dần dần thức tỉnh ký ức nguyên linh, đủ loại năng lực thiên quân đời trước sẽ được khai phá ra. Chẳng những vô địch trong cảnh giới, hơn nữa hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt xa cảnh giới. Như là ở thời điểm thánh nhân, có thể diệt được hoàng giả thiên địa đồng thọ. Đây là năng lực của thiên quân chuyển thế cũng là quyền lực của họ bởi vì đời trước họ là thiên quân chẳng qua thiên quân chuyển thế lại hết sức thưa thớt đến bây giờ phương hàn cũng chỉ gặp có một người đó là điện mẫu thiên quân phương thanh tuyết còn có một là hoa thiên đô không biết có phải là hoa thiên quân chuyển thế hay không không thể tưởng được bây giờ lại gặp một cái ở chỗ này hắn đã tin tưởng quân thương sinh này thật là thiên quân chuyển thế bởi vì không suy si tính được mệnh cách của đối phương cũng chỉ có thiên quân chuyển thế mới có thể che đậy suy si tính của hắn lần này tiểu thạch hoàng nguy hiểm rồi phương hàn cũng vùng đứng lên nhìn giao thủ bên trong thiên địa đấu tràng quân thương sinh thể hiện ra khí tức thiên quân vô thượng tiểu thạch hoàng lập tức lui ra sau có rút lực lượng biểu hiện hết sức tỉnh táo thế nhưng đã muộn đối thủ của hắn là thiên quân chuyển thế tuyệt đối không phải thiên tài hoàng giả bình thường có thể sánh bằng quân thương sinh đối mặt với tiểu thạch hoàng có rút lực lượng cũng không có động tác gì chỉ là đánh xuống một kiếm vô cùng đơn giản dưới thế kiếm hình thành một cơn lốc xoáy bên trong lốc xoáy xuất hiện đất bằng trời cao biển rộng sao trời, vạn giới, một kiếm diệt vạn pháp, một kiếm chém hư vô. Từng đạo thạch khí bị xé ra, một kiện áo giáp bằng đá trên người tiểu thạch hoàng cũng bị xé nát. Phong thần thạch bi xuất hiện, bị một kiếm chém thành hai nửa, tiểu thạch hoàng hét thảm một tiếng, bị chém ngang giữa. Cả người chưa thành hai khối, liên tục hét thảm, nhưng căn bản không khép lại được. Phong thần thạch bi à phong thần thạch bi, hôm nay ngươi khó thoát kiếp số. Chết dưới kiếm của ta coi như đại viên mãn. Trên đường xuống suối vàng cũng không tịch mịch, tạm biệt. Pháp tắc tinh khí thần của ngươi, vừa lúc cho ta cô đọng thành một kiện pháp bảo. Quân thương sinh đạp ra một bước, khí thế cắn nút lục hợp. Lại một kiếm vừa động, phong vân đột nhiên nổi lên. Long hổ hiện ra, từng một hành động đều có uy nghiêm của thiên quân bất diệt, thiên địa không thể trói buộc hắn. Vũ trụ cũng sẽ không quản lý hắn nữa. Lại một kiếm, tiểu thạch hoàng liền phát ra một tiếng thét thảm thiết thê lương. Tất cả mọi người nhìn thấy trên thân kiếm của quân thương sinh xuất hiện một cái vong hồn, chính là hồn phách của tiểu thạch hoàng tống đằng phi bị một kiếm của quân thương sinh tươi sống móc ra thảm thiết thảm thiết trước nay chưa có chỉ hai kiếm quân thương sinh bùng nổ chém giết tiểu thạch hoàng tống đằng phi hồn phách cũng treo trên thân kiếm ở trên thân kiếm phong hồn tiểu thạch hoàng tống đằng phi không ngừng kêu lên xin tha nhưng không cảm hóa được quân thương sinh cường giả thiên quân chuyển thế thần bí này tiểu thạch hoàng từng oai phong một cõi uy danh hiển hách hiện giờ gặp cường giả càng mạnh hơn chỉ hai kiếm hai kiếm liền bị diệt đủ thấy quân thương sinh thiên quân chuyển thế không ai địch nổi. Thủ đoạn sắc bén. Đừng! Ngoài sân đột nhiên truyền ra một tiếng hô sắc bén. Đó là tay hoàng tông chủ thái nhất môn nhân vật tuyệt đỉnh tu luyện đến thiên địa đồng thọ. Quân thương sinh, ngươi tha cho tống đằng phi một mạng. Thái nhất môn ta tất có hậu báo. Kết một thiện duyên, tương lai chiếu cố lẫn nhau. Không ngờ lại lên tiếng cầu tình. Cũng phải, loại nhân vật tuyệt đỉnh như tiểu thạch hoàng tống đằng phi, bất kỳ đại phái vô thượng nào. Dù là ở thiên đình cũng là thiên tài khó có chết đi rất đáng tiếc. đã một, quân thương sinh không để ý tới lời tai hoàng, mỉm cười. Chết thì chết, cũng không có gì. Một cái tiên khí vương phẩm chuyển thế mà thôi. Có gì mà đáng tiếc. Ở thời đại thái cổ, nhân vật như vậy cua một nắm to. Vừa nói, kiếm thế của hắn chấn động. Vong hồn tiểu thạch hoàng tống đằng phi trực tiếp bốc hơi trong kiếm khí, chỉ lưu lại một tiếng hét thảm thiết trong không khí. Tất cả mọi người nhìn mà ra đầu tê bút. Thủ đoạn quân thương sinh này cực kỳ tàn khốc nghiêm khắc, hơn nữa hình tượng vô địch hiện tại nháy mắt bộc phát ra, vô địch thế gian hùng bá vũ trụ. Tai Hoàng Thái Nhất mô nhìn rõ hết thảy, biết sự tình không thể văn hồi. Ánh mắt lóe lên tia thù hận, không nói một lời ngồi xuống. Còn quân thương sinh lại không chút để ý. Vung tay lên, một cỗ lực lượng vô địch quét qua. Thi hài tiểu thạch hoàng tống đằng phi cô động trong tay hắn chậm rãi biến thành một cái bia đá tinh xảo cổ xưa. Bia đá cao bảy tấc, to bằng bàn tay rơi vào trong tay quân thương sinh liền không động đậy, tựa như đã thuần phục. Bảo bối là bảo bối, đáng tiếc không thể tu luyện đến tiên khí thánh phẩm, làm đồ chơi cũng được. Quân thương sinh thu tay lại, thu phong thần thạch bi co rút vào tay áo. Không thấy bóng dáng. Tiếp đó, thiên đình ban thưởng cho hắn cũng rơi xuống, bị hắn phất tay thu toàn bộ. Con cờ đen chân chính này lại khôi phục bộ dạng không hiển lộ bóng dáng, đi ra thiên địa đấu chẳng. Khí tức như thường, tựa như một vương giả ẩn nấp. Nhưng hiện giờ ánh mắt mọi người nhìn hắn đã khác. Ngay cả những thiên tài do vĩnh hằng thiên quân thu nhận cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn có một chút sợ hãi. Thái Nhất Môn cũng không có một ai tới tìm hắn gây sự. Thiên quân chuyển thế không ngờ là thiên quân chuyển thế. Nay Hoàng hưng phấn đến cả người run run. Cứ tưởng rằng tên phong duyên chết tiệt kia sẽ cướp lấy quán quân. Bây giờ xem ra hắn nhất định cũng sẽ bị quân thương sinh này tiêu diệt. Sinh Hoàng, hắn rốt cuộc là vị thiên quân nào chuyển thế. Chờ hắn cướp lấy quán quân, ta liền âm thầm đặt kế. Nhất định phải vay khốn luyện hóa hút hắn vào thân thể mình. Như vậy ta sẽ có khả năng tu luyện đến thiên quân. Nanh hoàng, nếu tính tình ngươi không thay đổi, chứ có trách ta làm ca ca sẽ giam cầm ngươi vĩnh viễn. Sinh Hoàng nghe Nanh Hoàng truyền âm, ngươi không thể đắc tội người này. Nếu hắn là thiên quân chuyển thế, không có hậu trường gì cũng thôi, chúng ta mạo hiểm có thể bắt hắn, sau đó bí mật luyện hóa sẽ có ích lợi to lớn cho chúng ta. Nhưng hắn chính là một trong các thiên tài do Vĩnh Hằng Thiên Quân thu nạp, sau lưng có Vĩnh Hằng Thiên Quân che chở, ngươi muốn tìm chết hay sao? Nanh Hoàng không nói gì. Tiếp theo ngươi mở to mắt mà xem, nhìn cho rõ ràng về sau quân thương sinh long tranh hổ đấu cùng phong duyên chẳng lẽ ngươi không muốn xem quân thương sinh kia chém giết phong duyên sinh hoàng mỉm cười đúng nhất định phải xem tốt nhất là lưỡng bại câu thương đáng tiếc ta không thể đi tham gia thiên tài chiến nếu không nhặt một cái tiện nghi lớn rồi ở sâu trong nội tâm nanh hoàng điên cuồng gầm rú liên tục thúc giục pháp lực của mình khi hoàng trước đó quân thương sinh này trong khi tỉ thí đều là thắng hiểm chưa bao giờ hiển lộ chân tướng ngay cả ta cũng không nhìn ra hắn lại là thiên quân chuyển thế chẳng qua đến bây giờ ta cũng không nhìn ra người này rốt cuộc là vị thiên quân thượng cổ nào chuyển thế. Quái hoàng suy tính nửa ngày, không có kết quả gì. Ta cũng không biết, thiên quân thượng cổ có lẽ sẽ biết, hoặc là người này là vị thiên quân ngã xuống kỷ nguyên trước, nhưng vẫn còn tia lạc ấn linh hồn đầu nhập vào luân hồi đời này, làm lại lần nữa cũng không chừng. Khi hoàng lắc đầu, hắn cũng không thể suy tính ra, mỗi một thiên quân đều là tồn tại thần bí, căn bản không thể nào để cho hoàng giả suy tính ra bí mật của bọn họ. Ở trong dòng sông lịch sử, rất nhiều kỷ nguyên hỗn độ sinh ra rất nhiều rất nhiều thiên quân, đại đa số đều ngã số trong dòng sông vận mệnh. Như trước đó là văn minh vu đạo, trước nữa là văn minh thú đạo, trước đó nữa là văn minh nhỏ đạo. Mỗi một lần thiên địa đại phá diệt, diệt vong không biết bao nhiêu thiên quân. Ngược dòng lên ngọn nguồn, e rằng chỉ có tạo hóa tiên vương, thủy tổ thánh vương thần tộc mới sống quá 10 kỷ nguyên hỗn độn mới biết rõ ràng được. Cho nên, mọi người ở đây không đoán được rốt cuộc quân thương sinh là thiên quân nào chuyển thế. Sư huynh, quân thương sinh kia xuất hiện, thật là quá lợi hại. Đàm Thánh Tử Vũ hóa môn hư mộ vân vốn nghĩ rằng Phương Hàn đoạt quán quân là chắc rồi, nhưng hiện giờ khi không lại giết ra một con cờ đen khó lường. Quân Thương Sinh là thiên quân chuyển thế, hai kiếm liền diệt tiểu thạch hoàng tống đằng phi, lúc này làm cho bọn họ cũng lo lắng. Nghĩ tới tiếp theo Phương Hàn rất có thể sẽ gặp kẻ địch khủng bố như thế, trái tim không khỏi treo lên cao. Sư huynh, quân Thương Sinh này sâu không lường được, nếu tiếp theo gặp phải hắn, có thể lựa chọn bỏ quyền. Dù sao thiên quân chuyển thế căn bản không phải sức người có thể chống lại, cũng sẽ không tổn hại uy nghiêm của Vũ Hóa môn chúng ta." Tôn Thi Hòa trịnh trọng nói. "Phong sư huynh, hiện giờ sư huynh là trụ cột Vũ Hóa môn chúng ta, ngàn vạn lần không thể gặp chuyện không may. Nhẫn nhịn một chút, chờ sau này tu thành đại đạo, còn có rất nhiều cơ hội." "Không sao." Phương Hàn khoát tay, sắc mặt chợt lóe ra một tia mỉm cười. Đối thủ mạnh mẽ như thế, là đá mài tốt nhất cho võ học ta tu luyện. Nếu ngay cả thiên quân chuyển thế cũng sợ hãi, như vậy trong lòng sẽ để lại bóng ma vĩnh viễn, sẽ có trở ngại rất lớn tới việc tương lai đánh sâu vào đạo thiên quân, thậm chí vĩnh viễn không thể đạt tới thiên quân. Quán quân lần này, ta nhất định phải lấy được. Tiên đan thánh phẩm, tiên khí vương phẩm, cơ hội tiến vào tu hành trong thiên mạch, cần phải lấy được, đó là điều kiện cần cho ta thăng cấp tới hoàng giả. Nếu không chỉ dựa vào một cái linh mạch thánh giai ở vũ hóa môn, chỉ sợ ta không thể thăng cấp thành hoàng giả. Sư huynh có nắm chắc như vậy. Chúng ta sẽ trợ giúp sư huynh đứng trên thiên hạ một tên đệ tử trong bọn họ lập tức sinh ra một tâm lý sùng bái mù quáng đối với phương hàn. vào đấu này kéo dài rất lâu. những cao thủ dây dưa chiến đấu rất thảm thiết, máu của rất nhiều thiên tài nhuộm đỏ đấu trường. phương hàn đảo qua ghi nhớ kỹ các cao thủ môn phái còn sống sót, có những cao thủ che giấu rất sâu cũng bị hắn suy tính ra từng người một. khoảng khắc hắn có một loại nắm giữ hết thảy mọi thứ. một tiếng hét thảm cuối cùng là đệ tử đại giáo vô thượng huyền minh thần tông tu luyện đến cảnh giới thánh nhân bị một vị lãnh tụ đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình chém giết vòng đấu này cũng hoàn toàn chấm dứt. Đệ tử lãnh tụ chấp pháp thần ngục thiên đình kia là một vị đệ tử mặt như đao khắc, sắc mặt cương nghị, hai tay trống rỗng, ánh mắt lạnh lùng, dường như hết thảy mọi chuyện thế gian đều không có quan hệ tới hắn. Huyền Minh Thần Tông cũng là đại giáo vô thượng, đệ tử bị giết tên là Tiểu Thiết Hoàng, là Thiết Hoàng ngã xuống ở thượng cổ truyền thế, lại bị lãnh tụ đệ tử chấp pháp thần ngục chém giết, không trả giá chút nào liền bị giết, đủ thấy người này lợi hại. Coi nào, Tiểu Thiết Hoàng cũng ngã xuống. Xem ra tới thời điểm cuối cùng, mỗi người đều lấy ra thực lực chân thật của mình. Người giết Tiểu Thiết Hoàng là Huyền Diệp, một trong lãnh tụ tối cao trong đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình. Nghe nói hắn giao thủ với người ta, chưa từng thi triển ra hơn một nửa pháp lực. Một nửa pháp lực còn lại đều bị chính hắn phong ấn là để khiêu chiến cực hạn. Người này là một cái quái thai, không phải hoàng giả thiên quân gì chuyển thế, nghe nói là phi thăng từ thế tục hạ giới lên đây. Phi thăng từ hạ giới lên đây. Nghe nói hạ giới quả thật là một chỗ rắc rưởi, ngay cả thuần dương khí cũng không có, càng đừng nói nguyên thủy khí cái chỗ thiếu thốn linh khí đó, ta đi xuống một lần liền sợ hít thở không được mà chết. Chỉ là có thể tu luyện đến cảnh giới phi thăng ở chỗ thiếu thốn linh khí như vậy, đúng là khó lường mà. Nghe nói huyền diệp này là đệ tử mà lôi đế thiên quân nhìn chúng. Tiếp theo sẽ là long tranh hổ đấu. Có cái xem rồi. Ở ngoài thiên địa đấu tràng, thiên tài chiến thể hiện một loại gai cấn ngày càng kịch liệt, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Một số người bình thường che giấu đều thi triển ra thủ đoạn thông thiên của mình, chiến đấu tiếp theo sẽ ngày càng kịch liệt. Một vòng chiến đấu, Lúc này thu binh, nghỉ ngơi một hồi. Mấy canh giờ sau, mặt trời thiên giới lại mọc lên. Đi vào một ngày mới, thiên giới bao phủ ánh sáng, chống trận vang vọng, một vòng chiến đấu mới lại bắt đầu. Bắt đầu vòng chiến này, hào quang lóe lên đã ít đi rất nhiều. Có rất nhiều thánh tử bị loại, cũng bắt đầu có thánh tử bỏ quyền, ngay cả cao thủ như tiểu phủ hoàng. Tiểu vũ hoàng cũng không ra trận, bởi vì hiện tại lưu lại đều là nhân vật khủng bố, không chừng đụng phải cao thủ, sẽ hoàn toàn ngã xuống. Thiên Tài Chiến tiến hành đến sau, hoàn toàn là chỗ đánh giá thiên tài chân chính. Mỗi một người có thể đi đến đây, đều là kêu hùng cái thế kiểm nghiệm đi ra từ trong chém giết huyết tinh. Tất cả thánh tử vũ hóa môn nghe lệnh, các ngươi không cần tham gia chiến đấu kế tiếp, dừng ở đây. Phương Hàn suy tính một chút, hạ lệnh. Trong lòng các đệ tử cũng run lên, biết nếu còn chiến đấu tiếp, xác định chắc chắn một chữ chết. Chỗ ngồi Phương Hàn hiện lên một cái ký hiệu, đối thủ vòng này là Mục dã gia tộc, trí quyền Mục dã chân, Mục dã huynh đã lâu không gặp phương hàn tiến vào thiên địa đấu tràng nhìn mục dã chân nhất là nhìn chằm chằm một đôi trọng hoa đồng tử của hắn không thể tưởng được phong duyên huynh đã trưởng thành tới bước này thật là đáng mừng chẳng qua ta cũng luyện thành một môn tuyệt học hôm nay có thể luận bàn cùng phong duyên huynh hơn nữa ta còn muốn đánh cực với phong duyên nếu ta thắng hy vọng phong duyên huynh tặng thi thể trong bảo tàng thiên thiện phật hoàng cho ta được chứ mục dã chân tràn đầy lòng tin nói vậy nếu huynh thua thì sao Phương Hàn hỏi ngược lại. Nếu ta thua, liền đưa đôi mắt này cho Phong Duyên Huynh. Huynh đã thấy, hai mắt của ta chính là thần thể trời sinh, vương của vạn đồng, trọng hoa đồng tử. Thế nào? Chí quyền mục dã chân nói. Tội gì phải vậy chứ? Phương Hàn thở dài một tiếng, lắc đầu. Một khi đã như vậy, ta để cho mục dã Huynh hết hy vọng thôi. Vừa nói chuyện hắn đã ra tay. Đi ra một bước liền tới gần mục dã chân. Trọng hoa đồng tử. Mục dã chân hét lớn một tiếng, bên trong hai mắt lập tức bắn ra tầng tầng đường hầm thời không, lực trượng vận vẹo. Từng tòa tinh vực hiện ra từ hư không. Khoảng cách giữa Phương Hàn cùng đối phương liền cách xa vô số ngân hà, căn bản không chạm tới giới hạn. Đây là uy lực của Trọng Hoa Đồng Tử, khả năng vận vẹo thời không của vương của vạn đồng. Phương Hàn vươn tay chụp lấy, nhưng hai mắt mục dã chân chợt lóe. Từ bên trong ánh mắt của hắn phục chế ra bàn tay giống ý như Phương Hàn đối đầu trực tiếp đánh tan bàn tay của Phương Hàn. Vô dụng, Phong Duyên huynh, trong hoa hồng tự của ta trải qua những vòng chiến vừa rồi lại lĩnh ngộ được cảnh giới mới có thể phục chế hết thầy đạo thuật hết thầy hình thể thậm chí tất cả pháp bảo chỉ là cần nguyên khí thiên mạch nhưng ta vừa có được không ít nguyên khí thiên mạch cho nên hết thảy công kích của huynh đối với ta chỉ là phí công mà thôi tiếng nói của mục giã chân truyền đến từ trong đường hầm thời không vặn vẹn phương hàn lướt nhìn sang mơ hồ thấy được ở sâu trong đường hầm có một đôi mắt đang không ngừng phục chế tiếp đó đang phục chế ra mình cùng hình thể bắt bộ phù đồ trong nháy mắt dường như hắn đang ở trong thế hạ phong tuyệt đối. Tội gì chứ? Phương Hàn lại thở dài một tiếng, đột nhiên há miệng hống to một tiếng. Hống to lục tự chân ngôn ghi trên phù lục thế gian tự tại vương Phật. Tất cả đường hầm thời gian đều tan biến, tất cả đạo thuật phục chế đều bị quét bay như là khô. Tùng cái nối tiếp nhau nổ mạnh, Mục Dã Chân phát ra một tiếng hét thảm, hai mắt chảy máu, thân thể lảo đảo lùi ra sau. Phương Hàn không rời một bước, đôi cánh tự do bắt đầu chớp động sau lưng, không gian bị thao túng hoàn toàn, mục dã chân lui ra sau biến thành đi tới liền tự động lao về phía phương hàn phương hàn rỗi tay ra liền chụp lấy mục dã chân nhấc lên giữa không trung mục dã huynh thế nào ta nói rồi huynh không phải đối thủ của ta ta giết hoàng phù phi thôn phệ mộ tuất đỉnh cùng thân thể hắn cũng có phù lục của hoàng phù bi ngạn tu hành đã thăng cấp đến cảnh giới không thể ước lượng đừng nói huynh dù là đông hoàng cho huynh trọng hoa đồng tử tự mình tới đây thi triển cũng chỉ có kết cục này mà thôi đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé